Mình sẽ thủ phấn qua Thanh Long và Băng Tim các bạn. Đây. Mình có cái dây đèn pin này cũng sức và sáng luôn. Sáng ghê không? Đây mình thủ phấn qua Thanh Long vào Tim nha các bạn. Thì thường qua Thanh Long nó nở vào khoảng chừng 8 giờ rưỡi 9 giờ đêm á thì mình ra mình lấy phấn. Mình làm mấy cái này mình làm như nhẹ tay thôi nhớ các bạn. Làm nhẹ tay thôi, nó làm mạnh quá. Hôm xưa mình có phấn qua, mình sẽ vuốt cho nó. Làm nhẹ tay thôi nhé bạn, không nên làm mạnh tay quá, cái stick mà của nó bị damage là nó có độ cháy. Mình chỉ là mình lấy cái lượng phấn vừa phải thôi, không cần phải lấy nhiều thôi. Các bạn hai cái giờ mình sẽ đi từng cha đây, ở đây nhiều hơn nè, đây quá trời. Ok các bạn, trên đầu mình cũng có cái đèn các bạn. Rồi tới mình làm hai cái này nha. Mình zoom lại cho bạn thấy rõ hơn nha. Giờ mình đã có phấn qua rồi nha các bạn. Giờ mình chấm vô cái bông. Cái nhị của cái hoa thanh long đó nha các bạn. Bên đây cũng vậy. Bên đây mình cũng dẹp qua gì ra. Mình đưa cái tô xô mình hứng mình gãy nhẹ lấy phấn. Năm nay thanh long nhà mình hơi yếu các bạn, không biết đợt đầu nó sao nó không ra hoa, người ta ra hoa quá trời, với lại bên mẹ của mình nó ra đậu trái cũng nhiều lắm, còn bên mình không có cái trái nào luôn, mình thấy nó cũng kỳ kỳ, không hiểu, mà như xung quanh đây là ai cũng bị vậy hết á. Cái vòng kế tiếp nha, hình như mình dùng cái đèn pin nó hơi sáng á. Cho nên nó làm cho màn hình nó bị chá hay sao á. Ok, mình đây tiếp tục lấy phấn hoa nha các bạn. Ồ, cái đèn này chói sáng thiệt đó nha.
xem, thấy bên đây thấy cái này luôn. Đây các bạn, mình có mớ phóng hoa nè, thấy không? Mớ phóng hoa, giờ mình lấy phóng hoa này mình gãi ngược lại cho nó. Mình chặt chặt cái nhị chính của nó ra nè, mình gãi gãi vô. Xưa mình vứt vài cái bông nhị nè, thấy không? Mình dưới lên cái ấy đó mình làm dấu luôn. Mình làm dấu mình đã làm rồi đúng không? Đó mấy cái bông bên đây nha các bạn. Có nhiều lúc cái bông nó bị ép á, mình phải nới nới nó ra nha các bạn. Nó bị mấy cái nhánh thanh long nó ép vô. Đây nhiều bông quá bà ơi. Nãy giờ mình che mắt hết rồi. Phía trong này có nhiều bông lắm nha các bạn.
là mai nó sẽ nở rất là nhiều bông. Trong đó bông nhiều, bông nó sẽ mai sẽ nở. Bên đây cũng có mớ bông như vậy. Có chiếc đũa mà nó mất tiêu rồi đó. Làm gần cái cây chanh á, gai không các bạn ơi. Mình lấy pháo hoa tiếp. Lấy cái trên, lấy cái dưới. Thấy này cũng vui lắm nha các bạn. Mình bỏ phát qua lên cái này cũng vừa bỏ phát qua lên. Ok, dưới đây cũng có mấy cái nữa mà. Mấy cái nữa. Cái trong đây nữa mà mình cũng phải lôi ra mà. Đây trong đây cũng có hai cái nha bạn. Là hai cái đây. Ở trong đó có tới ba cái rồi.
cái này khoảng chừng ngày mai nữa là nó nở rồi, nó giống như cái súng bắp hết rồi, ngày mai là nó nở rồi. Thì hôm nay mình chỉ có khoảng chừng 20 cái bông để bắn thôi, để mốt cái đầu trái thì mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Ok, hôm nay tới đây chấm dứt nha.